mẹ nấu cho mình ăn nè. Tôm nướng luộc trong trái dừa. Tôm luộc trong trái dừa với tôm nướng với thuyền đúng không? Dạ. Rồi, vậy đi, giờ mình sẽ đi kiếm củi nha. Dạ. Đi. Còn con tôi với cậu đi kiếm củi nha, rồi nhân ở đây dựng lò nha. Dạ. Dựng lò đi. Ok không? Dạ. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi bẻ dừa nha các bạn. Đây mình sẽ bẻ trên trực tiếp trên cây dừa luôn, nấu cho nó ngọt nha. Bẻ hai trái đi. Rồi bo lại lá ôm đi bo. Ôm vô đi con. Rồi Hậu ôm nó đi Hậu. Ôm vô cho hết đi con, còn trái đó. Vậy nha các bạn. À, đây là mình cơm đây, mình đã chuẩn bị. Tiếp theo sẽ mình sẽ chặt trái dừa và nhúng lửa nha. Trái dừa mới vừa chặt xong đây. Đây nha, giờ mình chặt cho trái dừa ra. Để hồi mình bỏ thơm vô đây. Rồi đây, sau khi mình ấy vừa xong đó, thì mình sẽ bỏ tôm vào. Đây mình là hai trái luôn nha. Đó, nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. Thôi thôi đầy trái dừa luôn. Giờ bây giờ nghe các bạn thì đó, sau khi đó mình làm xong hai trái này thì mình sẽ tiến hành mình nhúng lửa để nấu nha. Đây. Đây mình lúc nào mình tiến hành mình nhúng lửa nha các bạn. Đừng làm biến nha, Nhân làm biến cho Nhân mập lên nè. À. Đấy, rồi. Rồi, bắt đầu tiến hành nấu nha. Bo hai thức ra đi con. Giờ nấu đi con. Nó lấy đi chứ đu quay với Nhân hả? Nãy giờ con thấy Nhân ít làm nhất rồi. Rồi, ông cho anh hai Nhân ăn luôn. Wow.
vậy. Thôi là cho lửa lớn. Rồi lần rồi bắt đầu cháy rồi nha. Bạn. Đây làm mấy món này không thấy mê chờ coi ha. Giờ mình đang vừa bỏng nước không uống được vừa hướng gì vừa nướng tôm. Không giản rồi con, mình bỏ dừa vô đó, mình bây giờ mình nấu nha. Tôm mình bỏ dừa vô, mình cắt dừa ra, mình bỏ tôm vô. Rồi mình lấy dĩa mình coi coi có bàn không, giờ mình nướng nha các bạn. Không có ba lần rồi đó. Các bạn cuối tuần là các bạn thử làm món này nha, ngon lắm nha các bạn. Để chúng ta đang hấp nha các bạn. Muốn có thể câu cá được luôn á. Muốn hỏi câu cá hả? Khi nào chín mình dở ra cho các bạn coi nha. Bây giờ để bắt đầu nướng nha, chụm củ nhiều vô. Bắt ốc nha. Trong khi đợi, chúng ta sẽ hái ớt để làm gia vị nha các bạn. Cho tôm, cho muối ớt nha các bạn. Đây như các bạn thấy đó, thì mình ở quê đó là cái gì mình cũng hái ở tại vườn không, cho nên không có phân thuốc nha. Giờ hậu sẽ hái vào để làm muối ớt nha. Đây cây hiểm này. Ở đây nha, mình trụng từ nãy giờ không à, nó cháy luôn cái vỏ luôn. Mình thì mình sẽ đợi cho nó chừng nào nó thật chín thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Giờ đây nha, đây là chén muối ớt siêu cay luôn. Để một chút mình sẽ chấm trong trái dừa nha các bạn. Thêm ớt có 2 tiếng là do trái dừa dày quá. Xong 2 tiếng nó ở nướng xong nữa nha các bạn. Rồi mình sẽ dở ra cho các bạn xem nha các bạn. Rồi. Rồi cái này liệu coi chín chưa. Bây giờ mình sẽ dở rồi. Lấy ra nha các bạn. Đó. Giờ lên đây con đi, chị Tư. Hiểu chưa? Rồi mình đổ nó ba cái nước dừa đó ra riêng đi. Rồi lấy tô đổ ra. Nước nó ra là nghe các bạn rất là ngon luôn nha. Đây nghe đó, sau khi luộc đây. Mình đã chơi ở vườn nên mình chơi là ở ngoài ca tận ngoài vườn luôn nha các bạn. Đây vô giữa vườn luôn, mình nướng mình ăn luôn. Đây sau khi đó mình nướng trong trái dừa đây, mình đổ ra ở nước nữa đây. Rồi đây là hai dĩa nước chấm nha. Trời ơi, Hậu làm gì thèm dữ á Hậu.
con nhịn được. Rồi cho con ăn trước đi. Mẹ ơi, nhà xanh nè. Con mới ăn chưa? Mẹ lá cây anh nè. Con lá cây nè. Lẹ. Rồi con lông dép ngồi nè. Ngồi đây đi. Ơi, ngồi xuống. Ngon lắm nha các bạn. Anh nhân ơi, chuồng chuồng bay rồi. Chấm thử miếng ớt cho cay mà chỉ ăn cái thịt này thôi phải không? Ăn béo được mà. Con ăn cái béo được mà. Ừ, rồi con ăn cái béo. Cầm cái đùi đi con. Cái lắm nha các bạn. Khoan khoan. Cái lắm nha các bạn. Ăn gì cũng ngon. Chết không? Ngon không? Ngon không con? Ăn nước miếng luôn. Ồ, ăn nhiễu nước miếng luôn. Ồ, ăn mà nhiễu nước miếng luôn. Ngon quá. Ngon quá. Ngọt quá các bạn ơi. Con có bạn phát biểu cái mỹ cho con. Hai hai hai. Đồ ngon quá ngon mà không nói gì luôn. Con không phát biểu không cho bo ăn nữa. Ừ. Ngon. Ngon ngon ha. Con thân ngon không ăn? Không mắc cỡ rồi. Con ăn rầm rầm cho. Bạn nó ngon và nó còn ngọt với chị vừa nha các bạn. Dễ làm nữa. Cuối tuần các bạn nghỉ nhà làm ăn nha. Không? Nghỉ cuối tuần nha. Các bạn thử lấy ra làm nha các bạn. Nó ngon. Chấm. Thử đi. Rồi cào. Con nhau vô mấy cà phê. Nước đâu? Nước dừa đâu? Có là nhiều nước. Ngon quá các bạn ơi. Mát. Đọc cái người nát cho con. Nếu các bạn thấy hay á, hãy nhớ cho mình một like, share. Anh nhớ cho tụi mình nhé.